Wait, anh bạn, xin lỗi nha. Tôi đợi một lát đi ngay thôi. Wait, chỗ này là trạm xe buýt nhỏ mà. Không lẽ trạm taxi sao hả? Nhiều xe buýt đâu như vậy, dĩ nhiên là trạm xe buýt rồi. Đây là xe buýt nhỏ mà, phải không? Wait, bà con lên xe đi, đằng trước kẹt xe dữ lắm đó. Giá như khoác 4 đồng một người. Vẫn chơi hả? Xe nào cũng treo giá 6 đồng, anh treo 4 đồng. Đại hạ giá hả? Hey, anh phải đưa tiền bảo hộ, tôi đâu cần chứ. Hey, xiên năm chút, 4 đồng đủ vốn rồi đó mà. Quay bà con lên xe đi. Nhớ nha, bỏ mặt mấy con tép nhỏ, nhất định phải câu cá lớn mới thôi. Câu cá lớn phải có tính nhẫn nại mới được. Lần này bất cứ giá nào cũng phải câu cho được cá. Anh bạn, anh cũng bạo thiệt. Không cần phan nói với tôi như vậy. Muốn trò chuyện với tôi á, kêu anh hai của anh tới trò chuyện với tôi đi hả? Nếu không thì đừng quấy rầy tôi làm ăn nha. Thằng phú quý này nói lại một lần với anh, từ nay anh đừng có tới con đường này làm ăn nữa. Biểu cái đám khách đi xe đằng sau đi. Quê quê, như vậy tôi lấy cái bằng xe buýt làm cái gì chứ hả? Chỗ này là của anh mua lại rồi sao? Tôi không ngán mấy anh đông người đâu. Theo quy củ thì kiếm anh hai của anh ra nói chuyện với tôi. Dù có bắt tôi trả tiền cũng phải có biên nhận mới được chứ. Vậy nghĩa là anh không coi chúng tôi ra gì? Chính phủ Hồng Kông ra thẻ căn cước cũng có người giả mạo mà. Các anh nói là đại ca thôi, tôi đâu có biết mấy anh là ai chứ. Anh muốn gặp đại ca của tôi hả? Được, tôi dẫn anh đi gặp ảnh. Cho xe chạy. Tôi là sếp Trương. Anh Trung đã bị thất bại, bãi bỏ hành động, lập tức lên xe buộc tội đến cảnh sát. Như vậy là bị hư hết rồi. Thì như kế hoạch đã định là phải câu đại ca ra, không phải bây giờ đi gặp mặt. Thằng Trung không có chuẩn bị, bộ muốn anh tới đó bị người ta đánh chết hay sao? Còn không biết. Nghe được rồi, over. Nghe được rồi, over. Cho xe chạy đi, đừng làm bộ chết máy nữa nha. Thằng Lâm gọi sếp Ngô. Ở đồn gác bên này xảy ra chuyện. Có một người anh em của khu đi xét trạm xe bớt nhỏ đã gây ra chuyện. Bây giờ nghi ngờ đám dân đó đã uy hiếp người anh em. Thì không biết bây giờ anh em các khu làm gì kiểu nào đây. Sếp Trần. Nè, thì giờ tình báo là 3:30. Bây giờ còn 10 phút nữa, anh em phải cẩn thận. Nhưng mà thằng Long vừa báo tình tới, nói là anh em của khu đi bắt người gây ra chuyện. Đám tóc vàng đã uy hiếp cái tên anh em để qua thanh nói với Dương Thiệu Khánh. Có tiền không nữa? Quay. Bộ anh chơi bowling hả? Để lát nữa tới nơi tôi cho anh chơi bowling. Nhất định cho anh xuống lỗ mà. Xe, một lát nữa gặp đại ca chúng tôi. Nếu mà anh còn chân đạp thắng á, thì tôi mới phục anh. Nè, sếp Trần. Bộ giao thông điều tra rồi. Chiếc xe buýt nhỏ đó đang ở khu trường đua, chạy về hướng Cửu Long đó. Có ai có thể điều chữa không? Bên quanh chai có một đồng gác, tôi nghĩ có thể giải tán tạm thời. Tôi mặc kệ họ dùng cách nào, tôi không muốn chiếc xe buýt nhỏ này đi vào con đường này. Trời, bộ tưởng bây giờ không cần làm hay sao hả? Quay, mày không phải ra làm việc đâu, cứ lo nó điện thoại. Tao chưa có rầy mày cái vụ đánh cướp ở đường Bắc Long đó. Có lý do gì mà khi không lại đi đái chứ hả? Thì người ta mắc đái thiệt mà. Cứ lơ là như vậy coi chừng bị người ta đánh chết đó. Trạm kiểm soát mày cũng xông qua muốn chết sao? Cái thằng này điên rồi mà. Ngồi xuống đi. Mày thiệt tấu số ha. Chỗ này cũng có khách đón xe hả? Quên bạn, có phải quán này không vậy? Mày nói phải không? Cái thằng này có cần lấy mau như vậy không hả? Quán đó. Vừa lại cho đại ca đập nó. Xin thật, cái anh Thái thiệt tình, biểu chặn chiếc xe lại mà không xong. Quên sếp Trần, để cho anh cảnh sát vô như vậy hả? Sẽ bị người ta làm thịt đó. Anh còn hơi sức lo gì người ta hả? Dù sao cũng là anh em mà. Chính là anh em mới chết đó. Nếu như anh vô phá đám sẽ làm hư hết chuyện lớn của mình. Gọi hết anh em của các đồn kiểm soát qua đây. Cái thằng cờ đó đi vô một mình, đâu có dám tự nhận mình là cảnh sát chứ. Nếu như tôi là hắn thì tôi nhất định sẽ giả đò điếc, cùng lắm thì bị người ta đập vài cú rồi liền ra ngoài phố thôi. Sau khi Dương Thiệu Khánh lên làm đại ca, một ngày phải xả giao mười mấy lần với thứ dân này, không để ý tới đâu. Cứ coi sao đã. Chỉ lo là người cảnh sát đó làm ẩu thôi. Gác ở khu An Lương thôi, không bảo như vậy đâu.
Bộ tưởng nó không sợ bị người ta bắt vô bếp phanh thay rồi làm bánh bao sao? Mục tiêu của mình quan trọng hơn. Thằng Phú Quý là thằng nào? Tao đâu có biết nó là thằng nào chứ. Tôi nhớ rồi, đàn em của thằng Cường. Thằng Cường bây giờ đang coi karaoke cho mình. Đại ca quên em rồi hả? Lần trước em với anh Cường lên karaoke của anh ca hát mà. Em có hát bản Đế Nữ Hoa đó, bộ anh quên rồi sao? Anh Cường có chuyển lời tao hỏi thăm anh đó. Rồi sao? Mày không thấy tao đang ăn sao? Tại sao củ hành lạc nhất vậy? Vô lấy xì dầu đi, đúng như khúc gỗ vậy. Đại ca, cái thằng này ngoan cố lắm đó. Tụi em khai tên ra rồi, nó còn lằng nhằng lải nhải hỏi tụi em có phải thiệt không, rồi còn hỏi con Phố có phải là của ông nội tụi em mua lại hay không nữa. Sao nước đá không lạnh vậy? Lấy nước đá mới đi. Cho người lôi nó ra ngoài. Lần này mày chết chắc rồi. Chuyện nhỏ nhặt gì mà cũng đi kiếm tới cửa. Bộ tưởng ở đây là nhà thờ, tao là Giê-xu sao? Động chút là tới đây sám hối. Còn mày, không được lái xe bên Hồng Kông, qua Cửu Long đi. Quê, đâu có được chứ đại ca, tôi làm khu quan trai đó. Bây giờ tao cho mày hai con đường. Một là mày nói xin lỗi với tao, rồi đập đầu vô góc bàn phải chảy máu, rồi bòi ra khỏi cửa. Thứ hai, tao cho mày 2 tiếng rưỡi đồng hồ để mày bỏ chạy. Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Tôi cũng cho anh 2 con đường để mày đi. Thứ nhất, làm ơn qua bên kia phố mua ly nước mát uống đi hả. Thứ hai, vô toilet xúc miệng đi. Nóng trong mình nè, sao miệng hôi quá vậy? Anh bạn, xã đoàn nào vậy? Nói nghe coi. Được mà, tôi là người dân tốt của Hồng Kông đó. Có 3 ngôi sao được chưa hả? Bây giờ tao cho mày biết, tao là Dương Thiệu Khánh, là tổng quản của xã Đồng Khánh. Tao chuyên môn đánh cái bọn dân lành, đánh cái bọn giống như mày đó. Tôi chờ anh nói câu này đã lâu lắm rồi đó ha. Tôi là cảnh sát hoàng gia Hồng Kông, tất cả hãy nằm xuống hết đi. Mặc kệ nó, vô cứu người trước đi. Huệ, Thả Miên, Thả Miên, Thả Miên, Huệ, nè, Thả Miên, Thả Miên, Thả Miên nha. Tất cả đưa tay lên. Anh, theo tôi ra đây. Anh điên rồi sao, như vậy mà cũng tông tới. May là tôi có phản ứng nhanh thôi. Nếu như là dân thường đứng đón xe thì đã bị chết ngay rồi. Anh bạn, thấy tay chân của anh nhanh nhẹn như vậy đã biết là có huấn luyện rồi, không phải cảnh sát là cái gì. Vậy sao không ngừng xe cho tôi lên? Đồ điên, khó khăn lắm mới vụ được cái đám vợ dẫn tôi đi gặp đại ca đó. Bị anh gặp mặt rồi sao? Thì kiện nó thôi. Kiện nó tội gì? Tội ăn cơm hả? Nhưng mà còn phải buộc tội phần tử hội tam hợp, gây tổn thương tới thân thể người khác, kháng cự cảnh sát, hăm dọa và đánh cảnh sát nữa. Nhưng mà tôi cho biết, thay kể là ICC hay là khoa điều tra tòa án thương nghiệp gì, cho dù anh là tổ trọng án cũng mặc kệ. Trong khu của chúng tôi có công việc của chúng tôi phải làm. Miễn là anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi, bộ chính trị tới cũng vậy thôi. Chúng tôi thuộc ô kỹ. Tội phạm của anh bắt được chúng tôi công việc của anh, nhưng mà anh phải coi như vừa rồi chúng tôi chưa hề tới. Understand? Giải tán. Yes sir. 18 giờ họp hội. Ui, anh có biết là bị rớt microphone hay không? Yên chí đi, để hắn nghe xong cuộc băng này rồi đó hả, thì hết chuyện ngay thôi à. Quê, tôi tới nhà thương chút, lát nữa quay về nha. Hả? Cái thằng khỉ này. Quê, không gì chứ, xếp trường đợi lâu rồi. Xếp trường. Anh hãy tự nghe đi. Chứng cứ mà anh thâu gì đó, anh không định ra tòa là phải phiên dịch cho quan tòa nghe chứ hả? Bị hư rồi. Cái lúc giàn co bị làm hư mà không biết. Đừng có lo, khi mình ra tòa tôi làm nhân chứng cho. Người ta chơi ma giá 10 mấy năm rồi, tưởng họ không có biết kiếm bọn đàn em ra chỉ chứng cho anh sao? Cái thằng Phú Quý bị người ta đánh đập đó mà. Xếp trung à, nó cũng sợ bị người ta chém mà. Tôi không sợ bị què, không sợ viết báo cáo, chỉ lo là mày ra phố bị người ta chém thôi. Tôi muốn bắt bọn thâu tiền bảo hộ ở trạm xe buýt nhỏ thôi, làm lớn chuyện làm gì. Anh là một người giỏi mà, nếu như không à, tôi đâu có cần đề cử anh vô kiếm.
Chào sếp. Chào. Sếp Hà, chào. Chào sếp Hà. Huy, cảm ơn nhiều. Nếu như bên CID có tình báo đưa qua, tôi thấy mình có thể đi kiểm tra đột xuất mà. Sếp Hà, tôi muốn kiểm thêm người đó. Huy, cà phê không bỏ đường sao? Cõi bình đá đường uống đi. Anh Lịch à, về cái vụ chủ diện bị người ta hăm dọa, anh tiến hành ra sao? Tôi và anh Vinh đã đang theo rồi. Nghi ngờ là có liên can tới cái vụ giật phim hồi đầu năm nay đó. Chuẩn bị khi nào hành động gì? Sếp Hà, tôi muốn thu thập thêm tài liệu đã. Ok, nè, anh tạm thời điều động một bộ đội cho anh Tim đi. Để anh lo cho xong việc của Mã An Sơn đã. Nhớ kỹ, đừng có để cho đám anh em xệ hết rồi mới trao cho anh nha. Quầy, coi chừng giùm nha, họ là người đó. Được rồi, đừng có lo mà. Quế à. Sếp Hà, anh có điều tra sau dữ kiện quán ăn Singapore, Viên Tiểu Khánh có biết Ô Ký mình đang theo dõi hắn hay không gì? Tôi nghĩ hắn nên không biết mà. Quầy, như vậy, nghĩa là chưa coi thôi. Quầy, không coi không được đâu. Anh em ở trong khu đang làm gì không phối hợp với mình, không ai muốn đâu. Theo cảnh sát đi. Yes sir. Cái tên cảnh sát kia là Dương gì đó, có đưa hồ sơ của nó lên đây mà. Dương Trí Trung hả? Nè, là cái người mà lần trước bộ mình đã phê chuẩn cho qua đây mà. Bác bỏ đi, phiền phức như vậy làm sao mà giúp được. Tôi đã phê chuẩn rồi, anh sắp được qua đây. Quay 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 sếp Hà, thứ dân cậy cũ này khỏi chơi lắm đó. Các anh em cũng biết rồi mà, mỗi ngày có bao nhiêu hồ sơ gửi qua cho mình. Không phải tôi nói là anh em các bộ môn khác rút trách nhiệm đâu. Sự thật bây giờ mình đang cần dùng người kia mà. Cho nên người này mình không đòi hỏi phong cách, mà phải coi nàng có khả năng làm việc hay không. Ha, ông chủ, ông thiệt sáng suốt. Anh Quế. Dạ. Dương Trí Trung tôi tạm thời giao cho anh coi chừng đó. Hả? Cho anh vào đội á? Anh được. Anh được mà. Anh được mà. Mấy năm nay thế lực của Dương Thiệu Khánh ngày càng lớn mạnh lên, nhưng mà mình cứ kiếm không ra đại ca đứng đằng sau quán lại. Cho nên thêm một người mới vào đây sẽ giúp ích cho mình đó. Dạ sếp à. Nè anh em nhớ kỹ, trước khi kiếm ra cái tên đầu sỏ này, chúng ta đừng có cho anh em biết là mình đang kiếm hắn nha. Hiểu rõ chưa? Yes sir. Yên chí đi. Con ngựa tốt nhiều khi khó cởi mà. Quê anh Thái à, tôi đã mua vé suốt 11:30. Cảm ơn nhiều. Không có gì. Mui à, hả? Bộ anh chỉ làm việc cho anh Thái thôi hả? Nói thiệt nha, tôi cũng là sư huynh của anh đó. Sao tôi mua giùm cho anh? Anh nói đó nha. Nè Mui à. Quê anh Thái, sao mà nhét tiền vô túi của tôi vậy? Có cái bóp đựng bà cắt không? Dạ có. Có nè. Thật ra muốn rút súng nhanh cũng dễ thôi, quan trọng nhất là khi rút súng đừng để bị cái áo cản lại. Ok. Trước khi rút súng thì bẻ eo một cái. Nè. Chuyện gì? Ủa, chiêu này cũng không tệ chứ. Tôi giới thiệu một người bạn mới cho các anh quen biết, Trung sĩ Dương Trí Trung. Hey. Đại ca, vừa rồi làm hết hồn đó. Con người tôi nói lý lẽ mà, cho nên chuyện lần trước anh đừng có lo là tôi sẽ ghi thù. Tôi chỉ muốn nói với anh, ở Ô Ký khác với trong khu, chúng tôi làm việc không đòi hỏi nổi bật, không nói phong cách cá nhân, coi nặng tinh thần của cả đội. Tôi nghĩ anh cũng như tôi, đều mong ngoài này làm việc được vui vẻ. Anh hiểu ý của tôi chứ? Các anh trình Dương Thiệu Khánh kiểu này đó hả? Rình bao lâu rồi? Tất cả các phần tử xã hội đen ở Hồng Kông mà chúng tôi bắt được, chúng tôi đều mở một hồ sơ cho nó. Và ở bất cứ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng cập nhật qua hồ sơ của họ. Các anh không phải là muốn đóng đinh hắn sao? Ở giai đoạn này chúng tôi không cần thiết là biết được mục tiêu cuối cùng là cái gì. Tối nay mình chỉ theo dõi nó, đi ăn khuya thôi. Ok. Từ khu anh trai qua tới khu tá đông đang khuya, các anh có biết không? Khu này dài coi hả? Theo anh nói vậy, ai nấy vô tới khu này biết tên của anh là khỏi trả tiền. Như vậy tôi ăn cái gì? Tính trước tính sau cũng chỉ có một lần thôi mà. Cái quán karaoke này của tôi chưa có lấy được giấy phép bán rượu, chỉ là miễn cưỡng khai trương kiếm sống thôi. Anh bạn còn tới đây thâu tiền như vậy đó hả? Tức là kêu nó đóng cửa thôi. Nó đóng cửa là cái chắc rồi. Bộ tôi có nói cho nó mở sao? Vậy là hết bàn thảo rồi hả Siêu Hồi Nam? Tôi với anh có gì bàn chứ? Ở bên kia sông mới là của anh, ở bên này tôi làm chủ mà. Anh đừng có tới đây lăng nhăng nữa. 11:30 thôi, tôi coi đồng hồ thôi. Tối nay là lần thứ tư rồi, đèn với bạn hả? Tôi thấy là anh em vẫn chưa tới đổi ca, nên nghĩ là bên ngoài kẹt xe thôi. Chuyện gì đây? Chắc là bàn thảo không xong chém lộn thôi. Coi đống này. Quê, anh làm gì đây? Không lẽ còn coi hát sao? Nè, ông sếp chỉ biểu mình theo dõi mục tiêu thôi.
Họ đã chiếm lộn công khai ngoài phố như vậy, không bắt chừng chừng nào đây hả? Yểm trợ tôi nha. Quay nè, tiệt điên mà. Đưa tao. Cảnh sát, đứng yên nè, đứng yên rồi. Đứng yên. Một cái gọi cuối cùng cũng là của cô Sang. Cô nói là đã đứng ở ngoài phố một tiếng đồng hồ rồi. Sáng chút nữa bị tình nghi tờ tiếp khách cho nên không có chờ anh nữa. Chị mới nói là từ nay không có cần kiếm cổ. Anh Thái à, còn nói điện thoại hả? Xếp ngồi tới kìa, mau lên. Dương Trí Trung, bộ anh coi như là học sinh tiểu học sao? Bắt tôi xách luôn cặp táp cho anh mới biết đi học sao? Cho nên lúc đó tôi đã tùy cơ ứng biến mà. Nhưng mà tôi đâu có biểu anh đi bắt người. Nhưng mà anh cũng đâu có biểu họ chiếm lộn chứ. Họ đã chiếm lộn kiểu này, mình là cảnh sát, bỏ mặt như vậy sao hả? À, Siêu Ngô à, Siêu Hồi Nam tỉnh lại rồi, nhưng mà nó không chịu nói gì hết. Nhậm biết như vậy mà, ẩn quán giang hồ, mấy cái thằng mã giáo này đâu có cho cảnh sát mình nhúng tay vô. Đáng lẽ lúc đó tôi có thể cầm lại Dương Tiểu Khánh mà. Siêu Ngô, Siêu Ngô, lát nữa mới nói chuyện với anh. Tôi cũng đã làm ở trong khu, đã làm trung sĩ. Những người mà chỉ tin ở bản thân không tin cấp trên, tôi cũng đã gặp rất nhiều. Nhưng mà trong số những người đó, đây là những kẻ không làm ra gì, chỉ làm hư chuyện thôi. Ồ kìa à, tao đâu có ngán đâu. Ê, kêu đéo cái gì hả? Bây giờ chuyện đổ bể ra, anh vui lòng chưa? Xin lỗi sếp. Đừng nói xin lỗi với tôi. Nè, đúng rồi, bọn tôi nói vậy không phải sao? Hả? Không phải sao? Làm gì dữ vậy? Hả? Im đi. Mày làm việc kiểu gì đi? Bị ông kia theo dõi, tại sao lại không báo tin? Tôi cũng vừa bắt được tin thôi mà. Tôi cũng đang định là đi báo với anh rồi. Nhưng mà tôi đâu có biết là anh chạy qua bên đó chứ. Chị, cái thằng Siêu Hồ Nam thôi, tao chém nó chết trước, còn kịp giờ đi CD mà. Alo. Nhiều khi con. Alo. Anh Khánh à. Anh miệng hết đi. Ra ngoài đi, ra ngoài đi. Hát cái gì chứ? Đi. Đi. Alo. Anh Khánh hả? Tạm thời đừng có gây chuyện nữa. Tao biết rồi mà. Bây giờ tao qua Macau nghỉ vài bữa, đợi vừa lại sẽ hết chuyện. Quên. Nhưng mà cái vụ tiệm châu báu, tao muốn tới đó coi. Ở bên tiệm cảnh sát bận rộn lắm, tôi đâu có rảnh. Thì xin phép nghỉ đi đại ca. Lần trước anh viện cớ nghỉ cũng được mà, có phải không? Huống chi cái vụ này anh theo tôi từ đầu tới cuối mà. Có anh tôi tới đó sẽ yên lòng hơn, anh biết không? Hãy nghe cho rõ nha, 10 phút sau sẽ có người tới, 5 phút là phải làm xong chuyện. Mày làm gì đó? Tôi đã quên chú báo cảnh sát ở đâu rồi. Các đơn vị chú ý, tiệm châu báo Sơn Lâm xảy ra việc trước. Các anh em ở khu đó tới hiện trường ngay. Đại ca, có người bấm chuông đó, anh không cắt dây sao? Một phút sau là phải rút lui đó. BG7733, bây giờ tôi đã Kimberly sẽ tới hiện trường ngay. Không thể chờ thêm nữa, lập tức giải tán. Đừng có chạy đường Austin, chạy ra đường Sơn Lâm, chở ra đường Nathan, chạy ngay. Quay, bây giờ là anh đụng xe của tôi đó. Được rồi, anh nói đi, đền bao nhiêu? 2.000 đó. 2.000 hả? Giờ đòi đâu? Đụng cái cản chút xíu thì đòi 2.000 đồng, xong đi giật đi. Báo cảnh sát đi. Xe của tôi mắc tiền lắm đó. Cái gì? Chứ đấy rồi, mấy ngàn bạc rồi. Vậy thì báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát đó. Không ngán đâu. Tôi báo cảnh sát đó. Tôi không ngán anh đâu. Đây nè, anh nói đấy nha. Cái gì? Cái gì? Báo cảnh sát đó. Báo đi, tôi không sợ đâu. Anh nói đi, báo đi. Đừng có chạy nha. Tôi không chạy đâu. Đồ bốn mắt. Anh bạn có điện thoại cầm tay không? Đồ dịch vật, mày đừng có chạy nha. Nè anh bạn. Có cảnh sát ở đây, không làm phiền các anh nữa. Tụi mình chạy. Nghe rõ, một phút sau chúng tôi tới hiện trường. Ui, chạy hả?
Tại sao tôi lại lên xe sao? Thằng tóc vàng bị cộng rồi, mau lên xe đi. Hey, thiệt tình. Mời đứng yên nha. Hey. Hello, 1960. Nhắn tin khẩn cấp đó, làm ơn. Khẩn cấp cái gì chứ? Lần này các chị thiệt là khẩn cấp đó. Con Bích của tổ khiếu nại cũng lấy chồng rồi. Hả? Bà cũng đi lấy chồng? Như vậy nguyên cái building này chỉ còn lại bà Sơn Đông và ba người mình thôi. Dĩ nhiên rồi, mình cứ ngồi ngớ computer này còn hơn là ngó người nữa, làm sao mà có chồng chứ. Chuẩn bị quà cưới đi, Điên Cưng. Nè chị Mẫn à, không cần nản lòng mà. Trong ba đứa mình chỉ có điều kiện tốt nhất đó, ráng lên nha. Alo. Chuyện gì mà gọi gấp vậy? Anh à, anh lái xe đi đâu vậy? Bây giờ số xe đã bị vô computer tầm nã đó. Anh cũng đâu muốn, cái đám này làm việc bậy bạ quá mà. Vậy bây giờ làm sao đây? Miễn là có người hỏi tới thì em nói là có hôm qua bị mất rồi. Anh sẽ làm thủ tục cớ mất cho em. Anh Tường ơi, em sợ quá à. Từ nay anh đừng có sắp chung với đám người đó nữa nha. Yên tâm đi, không có sao đâu. Em đừng lo lắng quá. Bộ bây giờ ok vẫn còn điều tra vụ này sao? Tình hình tường tận thì tôi không được rõ lắm. Cấp trên chỉ phải chúng tôi tới dẫn một tội phạm về hỏi thôi. Nghe nói là có anh em ở hiện trường ghi lại số xe đó. Phải rồi, chủ xe cớ mất là một nữ cảnh sát của bộ môn chúng ta. Chiếc xe hồi trưa đã được kiếm lại rồi. À, sếp Trinh. Ê, anh Dĩ. Ủa, anh Thái, tới kiếm ba của anh hả? Yeah. Bên đồ kiếm muốn mượn cái thằng tóc vàng mà ở trong vụ cướp tiệm vàng bị mình bắt về hỏi cung. Anh ăn bài giùm nha. Dạ. Cảm ơn sếp. Cảm ơn. Của anh Thái, bộ bác trai cũng là cảnh sát hả? Gia tộc của anh Thái đều là cảnh sát mà. Ba, con tới lấy tội phạm. Được, ba biết xử mà. Đứng dậy. Wow, đây là cái gì vậy? Ba muốn xem coi bác sĩ ta nào biết chữa được bệnh tức tối bực bội hay không thôi. Ấy, đừng mà, hai cha con gặp mặt nhau là vậy à? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, thời buổi này không phải là năm 60 đâu. Ba đánh đập tội phạm của ba ra sao con mặc kệ. Bây giờ tội phạm bên con ba cũng đi phá sao? Chuyện gì chứ, lấy người thôi mà. Ba muốn lấy thêm tài liệu cho con, cái thằng này cứng miệng quá mà. Ba muốn lấy tài liệu gì chứ? Cho nên làm được rồi. Đừng ghi nữa mà. Mày biết không? Cắm miệng lên đi. Đồ điên. Chú Sâm hả? Tôi là bạn chung sở của anh Thái, tôi là Dương Chí Trung. Ba ăn muối nhiều hơn con ăn cơm đó. Người ta sẽ cứu lại ba đó. Đừng ghi nữa mà. Tội phạm vẫn còn tốt lành mà, đâu có gì đâu. Hai người ghi gỗ làm cái gì? Anh đã có nói đó, làm việc quan trọng nhất, cứ bắt nó về giao sếp Ngô đi. Quay, đứng dậy. Đi nhà thương thì thích hợp hơn. Tấm thảm cũng lấy luôn dấu tay rồi. Theo tôi thì không bổ ích gì đâu. Nếu mà tôi làm ăn cướp đó, tôi cũng phải đeo găng tay chứ. Bọn cướp bây giờ thật là táo bạo quá. Xe của mấy ông sếp mà cũng ăn cắp được. Là bà cảnh sát đó. Thì cũng vậy thôi, hàng năm bị biên phạt phóng xe mười mấy lần. Coi bộ đàn ông còn lịch sự hơn bà. Ủa, có thiệt không đây? Chuyện này có kỷ lục mà. Quay, báo cáo dấu chỉ tay ở thì cảnh sát mà. Mình còn phải tới nhà thương đón thằng tóc vàng đó. Nhà thương gần lắm thôi, tiện đường mà. Hai sếp à, còn chuyện gì phải làm không? Tại vì chủ xe đang đứng đợi kìa. Không cần, cảm ơn nhiều. Cũng đẹp gái lắm chứ. Đâu có giống như bà chàng xấu xí. Nè, biết dùng thì giờ thì là tốt, nhưng mà cũng không cần thiết tới đây làm việc dư thừa đâu. Đi điện thoại đi. Tôi không có nói anh làm chuyện dư thừa đâu. Dù sao cũng là bạn gái quan trọng hơn chứ. Hành động điều tra của lần này mục đích là nghiên cứu tội án theo tính thường quy. Chúng ta sẽ có anh em của đội BCD giúp đỡ đi điều tra. Vì phạm vi điều tra lần này rất là bao quát, cho nên tôi đã phân phối mỗi người, mỗi tổ đi làm những công việc khác nhau. Nội dung đã ghi lại tường tận ở trong hồ sơ của mỗi người ở trong tay các anh. Anh em coi lại có vấn đề gì không? Sếp Trần, sao đây, có vấn đề gì? Sau cái đêm mà bọn họ chém lộn với nhau, Dương Tiểu Khánh đã bị khuất bóng rồi. Bây giờ theo như tôi nghĩ, chúng ta phải mau tìm nó ra mới được. Nếu như kéo dài như vậy, tôi e rằng vụ nào ra vụ đó. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị phân phối đàng hoàng rồi. Phải, tôi đã cố tình để cho hai anh làm chung một tổ. Lần trước cái vụ ở đường Tả Đôn sếp ra biết rồi mà sếp Ngô. Tôi ở chung với anh làm sao mà làm việc được chứ. Tôi chỉ muốn anh theo dõi nó giùm tôi, đừng cho nó dở trò nữa. Hả? Thái à, bây giờ trong vòng chỉ có tôi và anh thôi. Tôi cũng không giấu giếm anh, các anh em bên ngoài không phải là làm không ra việc, nhưng mà ai là người giỏi nhất tôi đã biết mà. Nhưng mà bây giờ tôi không tiện nói quá nhiều với anh. Miễn là hành động vừa qua cấp trên không coi nặng lắm, cho nên tôi càng không thể để cho cái thằng cảnh sát lưu manh này dở trò. Anh nói đi,
Giờ lúc này không kiếm một thân tín giúp tôi coi chừng nó, tôi làm sao yên lòng được. Thái à, anh được mà, tôi coi trọng anh. Đừng nói bậy nói bạ mà. Vậy có thuốc không hả? Tôi cài đã cả năm rồi còn hỏi tôi lấy thuốc. Quen rồi mà. Quê, bắt chước giống như tôi nè, cài nó đi. Anh cũng đâu có muốn là con bé tối ngày hút khói thuốc của anh chứ. Tôi đã bớt hút nhiều rồi, có nhiều lúc làm khuya quá chấm không nổi mới hút điếu thôi. Cái gì? Bộ tiên cảnh sát thiếu tôi quýnh cả tay chân sao? Hey, như vậy sếp cho phải biết tôi đáng giá chứ. Phải, anh đáng giá lắm. Sếp Trường nói là ông đã mập lên được 3 kg, tại vì có thể ngủ ngon rồi mà. Bộ con người của tôi thiệt đáng ghét như vậy sao hả? Chuyện gì? Ở bên ổ khí khó xử lắm sao hả? Quên, đều là người hùng mà, đồng loại với anh phải hàm trơ mới đúng chứ. Người hùng cái gì chứ hả? Ai nấy đều ít nói chuyện như vậy, nhất là cái thằng xẹt răng đó. Nói chuyện thì ê, nhưng mà thôi bỏ đi. Nếu cứ đem so sánh với anh thì bất công đối với họ. Tôi ở chung với anh 7 năm rồi, với họ chỉ có 7 ngày thôi. Nè Trung mà, nhập gia phải tùy tục mà. Anh ở chung với bọn nó chủ yếu là xét án thôi, bắt người không có quan trọng đâu. Anh không cần hiểu đâu, anh làm của anh, tôi làm của tôi, vậy làm sao mà xét án chứ. Nè, cũng như cái vụ của Dương Thiệu Khánh đó, tôi rõ ràng theo dõi một hồi á, bị đứt khúc hết, không biết cấp trên họ nghĩ sao. Ê, đó, cũng như là cái vụ cướp tiền châu báu đó, rõ ràng bắt được đàn em của nó mà, bắt được cái thằng tóc vàng về, đùng một cái nói hết chuyện, như vậy làm sao làm việc đây. OK muốn bắt Dương Thiệu Khánh cũng phải từ từ chứ, phải có tội chứng. Không phải đâu, theo tôi nghĩ OK không phải là muốn bắt Dương Thiệu Khánh mà là bắt người khác thôi. Không phải Dương Thiệu Khánh, vậy là ai? Tôi nghi ngờ là OK muốn bắt nội gian đó. Suy nghĩ kỹ thì đúng, trong mấy năm nay Dương Thiệu Khánh làm bao nhiêu chuyện đều bình an vô sự. Tôi thiệt là không tin nó được tốt số như vậy đâu. Vậy bên OK có nghi ngờ là ai không? OK cái gì chứ, tôi chỉ là đoán mò vậy thôi. Vậy vậy vậy, mọi việc chuẩn bị xong xuôi chưa? Ra tắt đèn cái đây. Tại sao lại tối thui như vậy? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey, quay quay quá. Quay cô bé nè. Cậu nguyện trước đi, rồi thổi đèn cây nha. Ê, nhắm mắt lại đã. Nè, tôi nguyện đi. Thổi đi. Thổi đi, thổi đi. Ba. Quay, hay quá, hay quá. Không biết. Ai, xin được vui vẻ. Nè, cô bé, con chó này là bé đội mua đó ha. Đừng nói là ba nuôi này không tốt cho con nha. Tặng cho con nè. Cảm ơn ba nuôi. Không miếng đi. Nè, nè, còn ba nữa. Ngoan. Nè nè, nói cho ông biết đi, vừa rồi cháu cầu nguyện cái gì? Cháu muốn mỗi năm đều được vui vẻ như vậy, có ba nuôi, có ba, có ông nội, có bà nội qua ăn sinh nhật chung với cháu. Hay quá, hay quá. Bánh đi. Nè, ăn đi. Ê, ăn đi, ăn đi. Anh giờ sao chơi kỳ vậy chứ? Chúng tôi thuộc khoa điều tra vụ án, có tổ chức. Xin hỏi người phụ trách của các người có đây không? Chúng tôi muốn biết kỷ luật khách của hãng Châu Báu trong một tháng này, chẳng hạn như là người của công ty bảo hiểm, hay là người bán sỉ châu báu, nghị viên khu, hay là cảnh sát, sở tiêu phòng, hay là ký giả. Miễn là danh sách các người trò chuyện với các vị, chúng tôi đều muốn coi cả. Sếp Trung à, đã có đủ ở đây. Ngoài những người bán sỉ quen biết, còn những người khác chừng nào tới đây, chúng tôi không có kỷ lục đâu. Nhưng mà danh thiếp của họ, chúng tôi sẽ cất giữ lại. Cảm ơn nhiều. Không có gì. À, xin lỗi, tôi điện thoại một chút. À, mời tự nhiên. À, sếp Thái, coi trúng cái gì đây? À, không, chỉ coi thôi. Tặng cho bạn gái sinh nhật hay cầu hôn này? Chưa đâu, chỉ là muốn nhỏ ngọt lấy lòng thôi. Để tôi giới thiệu kiểu này cho sếp nha. Thiết kế của kiểu này rất đặc biệt, làm bảo thạch với hộp xoàn nhỏ, không tô tục, cũng không lòe loẹt, đeo vô lịch sự lắm. Nhưng mà giá cả thì không tầm thường. Giá cả có thể tính bớt mà. Quê, tôi bận việc, đi một chút nha. Anh đi đâu? Quê, còn mấy tiệm vàng phải đi đó. Được rồi, mau lắm thôi mà. Quê, sao anh không chịu đi trả lời máy? Cái máy gọi sắp bị nổ tung rồi đó. Lần trước tôi ngồi kế anh đã xảy ra chuyện như vậy, lần này tôi bỏ đi biết đâu lấy bom nổ tung nhà người ta chứ.
Wow, sao mà giàu sức tưởng tượng như vậy? Tôi thì không ngờ đấy nha. Cho dù nữ cảnh sát đó lái xe dở đến nỗi không giống bị biên phạt phóng xe mười mấy lần, cũng không có nghĩa là cổ có liên quan vào mấy vụ cướp giật ở tiệm vàng chứ. Tôi không phải là nghĩ cổ có chuyện gì, tôi nghĩ là thằng kép của cổ có chuyện không ổn thôi. Anh đã hỏi gác giang rồi mà. Ông gác giang nói là cổ chỉ ở có một mình thôi, bạn trai cũng không có, làm gì có kép chứ. Nghe ý kiến thì đừng có nghe của đơn phương nha. Như vậy anh lại muốn đi hỏi ai đây? Thím hai, cảm ơn nhiều. Đừng có khách sáo, hợp tác với cảnh sát thiệt nên mà. Cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều. Nè, chuyện gì đây? Quay, anh giở trò gì đây? Tối nay tôi còn phải về nhà ăn cơm đó. Nhà của anh có sao lắm không? Quay, tan sở rồi hả? Ê, Chí Sâm, Chí Trung nè, tôi gặp mặt rồi mà. Xin hỏi nhà bếp ở đâu vậy? Nhà bếp? Ê, đằng kia thôi. Cảm ơn chú Sâm. Nè, đừng có làm dơ nhà bếp nha. Đã mua đồ biển gì hả? Má con với con Sang đi chợ sắp về tới đó. Chờ chút đi. Hả? Nè Trung, anh muốn kiếm cái gì đây? Quê, đồ biển này sao mà tanh quá vậy? Xin lỗi chú Sâm, lát nữa cháu dọn lại cho chú. Quê, thật ra anh muốn kiếm cái gì? Dao cạo râu hay là bao thuốc lá đó. Những cái thứ mà có thể chứng minh được có đàn ông ở nhà của cổ. Nói cho cùng là anh nghi Dương Tiểu Khanh ở trên nhà của cổ có phải không? Ê, có đầu mối. Vậy để bà giúp tay. Ba, báo hại con như vậy chưa đủ sao hả? Ê, con nói cái gì đây, thiệt là bậy bạ. Bây giờ bà đang kiếm đầu mối cho con đó. Kiếm đầu mối cái gì, không phải công việc của ba mà. Con thiệt là hổ lộ quá đi, làm gì theo quy lệ không được đâu. Hãy mà gặp người xấu á thì phải mánh mung, có biết không hả? Ba, không phải là vấn đề này mà. Ba làm cái này, lát nữa làm sao nấu cơm đây hả? Ê, bữa cơm thôi mà, có ăn hay không không quan trọng. Ăn vô có thể mập thêm 2kg sao? Ba nói cái gì mập lên 2kg chứ? Đâu phải là việc ăn cơm hay không, ba làm như vậy là dơ hết cả nhà đó mà. Làm gì anh Thái? Bây giờ em tốt bụng tới nấu một bữa cơm cho anh ăn, anh không muốn ăn thì thôi. Sang, mất công anh bị mập lên 2kg nữa. Sang à? Sang, Sang, Sang à? Sang, Sang, Sang à? Ây da, má thì là bị con chọc tức chết rồi. Con à, con biết hay không, con Sang nó biểu má đưa nó đi chợ mà, sao con lại làm nhà bếp rùm beng vậy? Con biết má khó khăn lắm mới thuyết phục được nó hay không? À, để tôi giới thiệu nha, bạn chung sở của tôi, vợ tôi. À, thưa bác, mạnh giỏi chứ? Cậu là? Cháu là bạn chung sở của anh Thái, tên là Dương Chí Trung, kêu thằng Trung được rồi. À, cậu Trung. Nè, sao nhà bếp giờ dái quá vậy? Nè bác à, nhà này ngăn nắp lắm, trang trí thanh nhã lắm đó. À, bây giờ không phải là mình đi làm phỏng vấn hay điều tra nhân khẩu. Tôi không có thời giờ để cho hai anh cứ đi vòng vòng. Người ta chỉ làm việc riêng rẽ một mình mà vẫn có thể nộp bài đều đều. Còn danh sách tôi đưa cho hai anh đã làm chưa đầy 1/10. Hai anh đã hơn người ta một đôi tay một đôi chân. Thật ra thời giờ đã đi đâu hết hả? Đừng để cho tôi thất vọng với anh. Ok? Yes sir. Cơ bộ sếp Ngô coi trọng anh thì phải đó. Lúc mà chưa quen thân với anh thì má anh trầm lặng lắm hả? Nhưng mà sau khi quen thân rồi thì thấy các anh người nào cũng tốt lắm đó. Tôi xuống tìm châu báo khu đồng, phải đi ngang ngân hàng trước nha. Nè, tôi nói rõ ràng với anh, nếu như anh còn đòi một mình đi moi Dương Tiểu Khánh, tôi sẽ không dạy dọc gì che chở cho anh nữa. Tôi không phải là quen thân với anh lắm, cũng không phải là tốt bụng như anh. Đã nói tôi không thể nào vì anh mà bị cha rầy, bị bạn gái rầy, bị cấp trên chửi. Anh có biết là tôi đã vì anh mít lòng với bạn gái bao nhiêu lần không? Vì tôi biết là anh khẩn trương với bạn gái của anh, cho nên nhất định lấy công chuộc tội cho anh thôi. Giới sức của anh hả? Để tôi hỏi anh chuyện này, anh có nghĩ tới đám cưới mua nhà không? Nếu anh là bạn của anh Trung, có chuyện gì chúng tôi có thể giúp đỡ tận tình mà. À Mỹ Lệ à, đây là ông Thái, chị giới thiệu các loại cho vay của ngân hàng mình với ông Thái nha. Dạ được. Thật ra dạo này ngân hàng rất là bận rộn, chúng tôi đang bàn thảo với các nhà buôn kiến trúc về những loại cho vay mua nhà 85%. Nhưng mà nếu cần thiết, chúng tôi có thể làm một loại cho vay với lợi tức rẻ cho anh. Lợi tức thấp nhất coi như là người nhà với nhau vậy mà. Ok. Ok. Xin mời qua bên này. À được, à được, cảm ơn nhiều. Nè, có nhà có xe rồi thì bạn gái sẽ trở về bên anh thôi mà. Ok. Ông Trung à, ông là nhân viên cảnh sát mà, ông chưa có xin phép đâu có thể tới lấy tài liệu của khách hàng chúng tôi. Cô đừng có chơi tôi nữa mà, chuyện đàng hoàng đó. Nè, tôi đã coi lại người đàn bà này rồi, không phải là dùng hộ khẩu này lãnh lương, nhưng mà cứ coi sổ hộ khẩu nhất định là có chuyện gì. Nè, làm ơn giúp đỡ giùm đi, giúp đỡ giùm đi hả? Cảm ơn nhiều. Ba má của em tuần sau ở bên Mỹ về, muốn gặp mặt mình đó. Hả? Ha ha, cái gì chứ, không nghe em nói sao? Được được được. Được được được, anh chỉ biết nói được thôi. Còn nữa, anh đừng có dẫn con bé con gái nuôi quanh về đây, em thấy phiền quá. Em ghét nhất là mấy cái con nhỏ này đó, thì là thấy phiền lắm đó nha. Chị à, chị ơi, bậy đặt dễ thương. Anh không thích thì là đáng ghét hay sao?
Có rồi nè. Wow, cái người đàn bà này là ai? Tháng nào cũng có 70-80 ngàn vô hộ khẩu. Hả? Tháng này có tới 300 ngàn lận. Ngày 20 tháng 10 hả? Nghĩa là ngày thứ hai sau khi cái vụ cướp xảy ra. Nè, có thể xét coi hộ khẩu nào chuyển từ ngoài không vậy? Anh không thấy sao? Thì chắc là anh không biết coi mà. Lần nào cũng là vô tiền mặt mà, đâu có biết chứ. Nhưng mà vô từ chi nhánh nào thì biết. Nè, đại ca à, đồ của em hư hết rồi, ngồi lại đi. Xin lỗi. Lần nào cũng vậy, làm cái chỗ này bê bối hết trơn à. Có ghế không có chịu ngồi, cứ đứng khung như vậy chứ. Được rồi. Nè, ngân hàng của cô nhất định có gắn truyền hình bể lộ phải không? Anh đã đi đâu? Tôi ở ngân hàng chờ anh đó. Phải, tôi thì cảm ơn anh đã giới thiệu giám đốc ngân hàng cho tôi quen biết. Nhưng mà không có nghĩa là anh khỏi phải làm đâu. Bộ anh thấy là sếp ngồi chửi chưa đủ, muốn sếp Trần đích thân tới chửi hay sao? Ấy, nếu như môi ra được cái thằng Giang Tế để cho sếp Trần hả? Ông phải cảm ơn tôi mới đúng đó. Giang Tế cái gì? Anh lại nói cái gì đây? Ấy, bấy lâu nay ô ký không phải là đối phó Dương Tiêu Khánh đâu nha. Chỉ là muốn bắt cho được cái thằng đứng ở sau lưng tên Giang Tế trong tiệc cảnh sát mà thôi. Anh không nói là bà cảnh sát lần trước chứ? Nè, bà làm việc trong trung tâm computer, nếu như muốn báo tin, có ai mà nhanh hơn bà chứ hả? Anh muốn nói bà là con đào của Dương Tiểu Khánh hả? Anh có chứng cứ gì? Nếu bà không phải là con đào của Dương Tiểu Khánh, thì Dương Tiểu Khánh đâu có cần chuyển tiền qua hộ khẩu của bà. Làm ơn tránh chỗ. Vừa rồi anh đi ngân hàng là để lấy cùng băng này hả? Ừ. Như vậy không cần hỏi, anh dẫn tôi tới ngân hàng là diễn cớ mà thôi. Nếu như anh không muốn đi, thì không ai ép nổi anh đâu. Được. Nếu như cuộn băng này kiếm không ra Dương Thiệu Khánh thì anh làm ơn giải thích với sếp Ngô đi. Yên chỉ đi, đừng có lo mà. Nè, nói thiệt nha, anh còn phải chờ bao lâu đây? Quê, anh đi đâu? Cho tôi mượn xe nha. Quê, quê. Anh Tèo à, thằng Trung đi. Sếp Trung muốn đợi chúng tôi uống trà có phải không? Mai mốt nha, anh Tường có đó không? Sếp Châu đã tới trường mẫu giáo đón con gái người của anh ta tan học. Ben ơi, Ben ơi à, Ben ơi. Vàng, đỏ, xanh. Ha, tôi thấy con bé này á, có tóc bạc rồi đó. Mấy cái chữ này thì là khó quá mà. Mấy cái chữ này hồi ở mẫu giáo mình đâu có học được. Cái cô Châu Gia Mận, cần nghĩ lên nè. Có phải người đàn bà mà nói không? Cái thằng khỉ này, vậy mà bị anh bắt gặp chúng tôi cọc kè hả? Tôi nhìn thấy anh đã bỏ 300 ngàn vô hộ khẩu của cô. Ngày 20 tháng 10, sau khi tiệm vàng Châu Báo bị cướp đi, chiếc xe là do anh lái đó. Chiếc xe đã bị mất lâu rồi mà. Chúng ta là bạn thân với nhau, anh đừng có ăn nói với tôi như vậy có được không hả? Mình đã cùng nhau vô học đường. Tôi là ba nuôi của con gái anh. Khi vợ của anh chết, anh đã khóc lóc kể lể với tôi hả? Không lẽ với giao tình của chúng ta, tôi không thể hỏi anh một câu có phải anh làm hay là không hay sao? Hay chi lần trước cùng ba cái xét tôi lấy giờ không nghe được gì. Đã biết bao nhiêu lần người ta hỏi tôi ở Hồng Kông những cảnh sát giỏi nhất có mấy ai. Trước tiên tôi đếm chính là anh, rồi sau đó mới đếm tới bản thân của tôi. Bây giờ không cần nữa. Anh có hỏi tôi tại sao không? Anh có hỏi tôi tại sao tôi phải làm như vậy hay không? Ngoài cái việc mượn chuyến tiền, anh còn có gì để giải thích nữa không? Trong bao nhiêu năm nay, ở bao nhiêu khu, tôi đụng chạm biết bao nhiêu người. Ai nấy đều nói là tôi làm việc ích kỷ, ham công, muốn làm nổi nên làm vậy thôi. Chỉ có anh mới biết được tôi làm việc gì, cũng là muốn bắt anh trộm thôi. Anh có biết không, lòng tin của anh đối với tôi thật là quan trọng đó, có biết không? Có nhiều lúc một ly rượu của anh, một cái dỗ dài của anh, tôi mới có thể ráng chống liên tục được. Tôi đã tự nói với bản thân của mình không thể giải nghệ. Anh có hiểu hay không? Tôi hiểu. Tôi biết anh tin tôi. Nhưng mà anh có biết không, có nhiều lần họ muốn kéo anh xuống nước. Là tôi chống cự lại, tôi không chịu. Tôi không muốn anh đi đường của tôi, anh hiểu không? Rồi anh tự đi lại được sao?
Ở trong bụng của em nè, đã có con của tôi. Tôi chỉ là muốn kiếm thêm tiền cho con tôi thôi. Nếu như lần này tôi thả anh ra ngoài thì từ nay không có ai tin cảnh sát nữa đâu. Bé nuôi à, bé nuôi, đừng có bắt bà của con mà. Xin đừng bắt bà của con. Con ngoan, con ngoan, con ngoan của ba. Ba, bé nuôi à, tại sao lại bắt bà của con? Con ngoan à, ba nuôi không phải là ăn hiếp ba đâu. Ba nuôi trò chuyện với ba thôi. Hả? Tại sao ba lại chảy nước mắt vậy? Tại sao? Tôi làm anh em với anh chưa có hề xin anh. Bây giờ tôi cầu xin anh một lần. Tôi trả hết tiền cho Dương Thiệu Khánh và không làm việc cho hắn nữa được không? Anh coi như là dì con tôi đi. Ê, không thể nào đâu. Mỗi khi con bé ăn cơm xong rồi á thì thằng Thường nhất định qua đây ngồi chơi mà. Tại sao tối nay không qua chơi vậy hả? Ê, có phải là hai cha con họ có tiếng một gì không? Chắc là gì. Ê, hai cha con của họ thì là tốt lắm chứ. Chỉ tội nghiệp cho ba của con. Ngày nào cũng chỉ có thể đưa má con đi thả bộ thôi. Có nhiều khi thì là cục hứng. Vậy, nhắc tới mới nói nha. Hồi sáng này bác trưởng nói với ba là đứa con gái bên Mỹ về lanh lợi lắm, làm được việc lắm. Ê, có nên giới thiệu cho thằng Thường biết không? Theo ba thấy là để cho nó có lại người bạn gái, như vậy cũng tốt chứ hả? Vậy, con là bạn già của nó, con thử hỏi nó coi. Con nghĩ không cần đâu. Chuyện gì đây? Con chưa nói với nó đã nói không cần rồi. Bộ con có quyền quyết định cho nó sao? Người ta đã sắp đám cưới rồi. Cái gì? Sắp đám cưới hả? Không thể đâu. Nó chưa có hề nói với ba mà. Quay, quay, quay. Chuyện gì đây? Hút thuốc nữa hả? Con đã cài thuốc rồi mà. Nếu để má con bắt gặp sẽ rầy con đó. Ê, con đã hứa với ba, bắt tay rồi, phải cài thuốc nha. Bây giờ ba điện thoại cho thằng Tường để hỏi nó coi làm sao. Vào tháng trước, ngày 20 tháng 10, ở trong một vụ cướp của tiệm vàng Châu Phúc, chúng tôi đã phát hiện được bọn cướp không những ranh về hệ thống phong cướp của tiệm Châu Báo này. Hơn nữa, chúng tôi đã nghi ngờ có một người đã lợi dụng mấy thông tin của cảnh sát, cho nên đã biết được hành động của anh em mình để mà giúp đỡ bọn cướp trong cái việc rút lui. Tuy là sau đó chúng ta đã bắt được bọn cướp không chịu hợp tác với mình, nhưng mà kết quả nỗ lực qua hai tuần lễ của anh em đây, tôi tin rằng ngày mai cái đám cướp này sẽ có một hành động cướp tiệm vàng như lần trước vậy. Hơn nữa, tội tình nghi khả nghi nhất trong cái vụ này đã được xác thực rồi. Sẹt răng Châu Gia Tường, cảnh sát của khu Hoàng Trại, mở đèn đi. Anh Quế à? Yes sir. Trong báo cáo của mỗi một tổ, cho dù là điều tra danh sách các bộ môn mấy thông tin bị cớ mất, hay là đi xét các danh sách, anh em ở trong khu xin phép nghỉ phép, hay là đã xét có những ai đã tới tìm vàng hỏi về vấn đề bảo an. Các thứ này chẳng hạn, trong đó chỉ có một tên Châu Gia Tường là xuất hiện ở những loại báo cáo này. Cho nên chúng tôi nghi ngờ Châu Gia Tường ngoài việc sắp đặt cướp bóc, đồng thời trong mấy năm nay không ngừng giúp đỡ cái tên đầu sỏ sau lưng của vụ cướp bóc, Dương Thiệu Khánh. Trong mấy ngày nay, hắn đã phân biệt tới 6 tiệm Châu Báo. Và theo như báo cáo thì anh đã xin phép nghỉ. Cho nên chúng ta tin rằng trong hành động ngày mai, nếu như mình có thể thành công bắt hắn lại ở trong hành động ngày mai, hắn ngoài việc bị bắt quả tang, đồng thời mình cũng có thể lợi dụng hắn chỉ khống Dương Thiệu Khánh. Sếp Ngô. Yes sir. Ok, theo tình báo của CID, nhân vật mục tiêu sẽ qua Macau vào ban trưa, sẽ gặp mặt với nhân vật tình nghi Dương Thiệu Khánh ở bển, và sẽ đi chuyến tàu 1 giờ khuya tối nay về Hồng Kông. Chừng đó sẽ có người đi theo. Nhưng mà tại vì tiệm vàng bị nghi ngờ đánh cướp có tới 6 tiệm, cho nên tôi sẽ chia anh em làm 6 đội, đồng thời phải sẵn sàng.
Ngày mai đúng 7:30 sáng phải tập họp hết về đây. Understand? Yes sir. Ba hả? Trung đi. Có về ăn cơm không? Con bé tới nhà đó. Con bé có tới hả? Phải. Thằng Thường tối nay đi làm việc. Tối nay con bé ngủ lại bên này. Như vậy ba nhớ đắp mình cho nó nha. Quay, vậy con có về hay không đây? Con bé một tuổi mấy thôi. Có một buổi sáng giờ của anh đang đốt xe buýt. Cả một chiếc xe buýt xong tới cán chết bà. Hồi còn nhỏ tôi đã quen biết bố chị. Bà là con cháu bên má của tôi. Cho nên chúng tôi cũng có thể nói là bà Mai mà. Con người của bố chị thì tiết kiệm lắm. Còn để biết rõ lúc đó anh Tường chỉ là tên binh nhì, tiền lương có hạn. Cho nên cứ mỗi buổi sáng con phải thức dậy sớm, đón xe buýt đi qua Trung Hoàng để mà làm việc. Là chỉ muốn tiết kiệm mười mấy đồng bạc tiền xe lớn ngầm mà thôi. Con muốn tiết kiệm tiền để mà mua giấy tả và sữa bột cho đứa con gái. Không ai ngờ được là xảy ra tai nạn này. Cho nên có nhiều khi tôi suy nghĩ anh tưởng gì tiền. Tôi không thể nào làm gì đâu. Anh không quen thân với tôi. Bấy lâu nay anh bất mãn tôi biết mà. Tôi rõ lắm. Đây là lỗi của tôi. Nhưng mà tôi muốn xin anh, anh tin tôi một lần đi. Giúp đỡ tôi thêm một lần này đi. Tôi sẽ đích tay công ấy về. Tôi nhất định sẽ làm như vậy mà. Tại sao nhất định phải tự ra tay chứ? Tại vì nếu như tôi lầm lỗi, tôi cũng chỉ mong là để cho anh bắt tôi. Chúc ngày mai mình suôn sẻ, cạn ly. Tường à, chuyện gì? Không cần lo lắng mà. Tôi có nhờ đại hôn mê kiếm thêm mấy anh em giúp tay. Không có như lần trước đâu. Không, tôi không phải lo việc này. Vậy được rồi, có anh nghĩ kế cho tôi. Hai anh em mình hợp sức nhau kiếm tiền lớn. Thật ra cả kế hoạch đã nói rõ với họ rồi. Ai ở hiện trường cũng vậy thôi. Anh Khánh à, lần này cho đại hôn mê đi. Anh không được. Anh coi nha, anh đặt tên là đại hôn mê, đâu có đáng tin cậy. Tôi đã tính cho anh rồi. Con đào của anh thiếu nợ bọn đại ca, sắp trả gần hết rồi, chỉ còn 300 mấy ngàn thôi. Mai mốt mình hốt tiền về đó hả, trả dứt nợ luôn. Khó phải ngày nào cũng nhịn ăn mà. Tôi biết anh Khánh có lòng, nhưng mà tôi không muốn làm thêm nữa. Anh biết thì được rồi. Nếu không tôi đâu có mời anh qua Macau để bàn thảo chứ. Nè, nói thiệt nha, chuyện bể ra với tôi không có lỗi gì. Anh Khánh à, ý tôi là gián này là gián cuối cùng. Nhưng Tiểu Khánh ở đâu? Còn Nguyễn Siêu Hồ Nám.
để coi mày còn chạy đâu. Anh Khánh, bây giờ làm sao? Mày lo cái gì? Bình tĩnh đi. Cảnh sát tới là mình bỏ đi rồi. Bình tĩnh? Anh thì bình tĩnh thôi. Có súng nổ tôi không xong đâu. Ở đó bình tĩnh. Mày là cái thứ gì nói với đại ca tao như vậy? Câm miệng. Yên tâm đi. Siêu Hồ Nam bị chết rồi. Không có ai biết anh ở đây đâu. Bây giờ anh về Hồng Kông ngay đi. Về chuyện này tôi ráng đè lại. Đợi sau khi chuyện nhiều lại rồi chúng ta bàn thảo tiếp. Yên tâm đi. Vừa rồi anh cứu mạng tôi. Tôi không bỏ mặc anh đâu. Chúng ta trọng đạo nghĩa mà. Alo. Tối nay em trực đêm sao? Anh Tường hả? Về lên bờ à? Vẫn còn ở Macau. Tại sao nói lâu quá vậy? Sao nói là nói rõ ràng với bọn nó? Anh mới vừa bắn chết một thằng ở bên này nè. Tại sao lại như vậy? Em đừng hoảng hốt. Bây giờ em điều tra cho anh. Cái quán karaoke ở đường Đông Vọng Dương. Kẻ bị thương tên là Hồ Siêu. Các tài liệu mà hắn vô nhà thương và mấy cái thứ lặt vặt đó cứ điều tra đi. Hả? Sao hả? Em Na. Mấy gì tính nói là trên đường đi tới nhà thương nó bị chết. May quá. Anh còn nói là may hả? Anh đã giết người đó anh có biết hay không? Nếu như mà hắn không chết thì hắn sẽ thọt ra anh ở chung với Dương Thiệu Khánh. Nè, em đừng lo. Chuyến tàu sẽ rời bến một giờ khuya. Sau khi trở về anh sẽ bỏ nghỉ phép. Coi như là chưa hề xảy ra chuyện gì. Không ai biết là anh qua Macau. Em yên tâm đi. Anh Tường, em thì lại lo cho anh quá đi. Anh càng lo cho em đó. Anh nói tới đâu chứ? Em làm đêm sẽ ảnh hưởng bào thai đó. Thôi, hết tiền lẻ rồi, cúp dây nha. Bye bye. Bye bye. Chào. Chào. Tối hôm qua mấy có bị mất dây không? Không có gì. Chị tưởng là cái bọn anh trộm ban đêm mới làm gì hay sao? Có tin gì? Coi đi. Thông thường báo chí mấy giờ mới cắt tin? Thông thường cũng 2-3 giờ sáng. Cô chưa trả lời, cô tiếp giùm tôi nha. Cảm ơn. Cô tôi già mặn phải không? Chúng tôi là tổ điều tra vụ án có tổ chức. Bây giờ tình nghi cô có liên quan tới một vụ cướp bóc, muốn mời cô về giúp việc điều tra. Làm ơn. Làm ơn. Các anh em, chào. Dạ, yeah. Chào. Ủa sao chào hôm nay sẽ được nghỉ phép mà? Tôi làm lẫn thôi. Cái con bé của tôi đó hả? Thứ hai tuần sau mới được nghỉ. Không cần coi con. Về làm việc cho đỡ chán. Người cha thì hiếu thảo quá ha. Vậy anh đẻ anh đứa đi. Đà 699 1969. Mật mã là 525. Hồi sáng có gọi một cú phải trả lời. Cô Mẫn gọi ông nói là ông Siêu bên Macau chưa có bị chết. Đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi. Cơm đừng có về công ty nữa. Ông Châu Gia Tường. Tôi là thanh tra cao cấp của khoa điều tra tội ác có tổ chức Ngô Quốc Thiệu. Bây giờ nghi ngờ ông có liên quan tham dự vụ án cướp bóc tiệm vàng Lục Phúc, thông đồng với phần tử soi đèn phong ngã công chánh tư pháp. Và tối qua trong quán karaoke bên Macau mua đồ mua sáng một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc Hồ Siêu. Xin ông hợp tác với chúng tôi, theo chúng tôi về giúp việc điều tra và giao ra cây súng của ông. Từ đầu. Tường, Tường, anh làm gì đó? Tương lai của anh không còn cách gỡ đâu. Con, tôi còn đứa con gái, tôi còn vợ tôi. Anh này bị bắt rồi, hai người không thể quay lại được đâu. Anh đã hại đời cổ đó anh Tường. Tôi không hại cổ, tôi không hại cổ. Là các người đưa tin giả cho anh nè, dụ tôi trở về thôi. Cũng tại Siêu Hồ Nam đòi giết tôi muốn tự vệ, không phải tôi cố ý. Chuyện gì đó? Tránh sang một bên. Anh làm như vậy vô dụng của anh Tường, anh chạy không thoát đâu anh Tường à. Anh làm như vậy chỉ làm lớn thêm chuyện mà thôi. Cấm mẹ đi nhóc con. Tao cần mày dạy sao? Lúc tao vô nghề mày còn bé đó. Tôi không phải là dạy anh. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết là anh bị còng một tay thì không thể chạy xa được đâu.
Một ký bắt tội phạm, tránh ra hết, đi. Thì nổ súng bắn thôi. Tôi chỉ tiếc là phát này không nghe chốc. Không ngờ bạn bè bấy nhiêu năm mày thì muốn tao chết hả? Anh Tường, ta nếp tôi phải làm gì thôi? Tao sẽ bắn đó. Tôi cũng bắn. Cái thằng này điên mà. Các người để nó làm vậy sao? Chồng đừng làm bậy nha. Chúng mà bình tĩnh. Cầm miệng hết đi. Anh Tường, tôi rất là tánh của anh. Miễn là hôm nay tôi không để tranh chạy được đâu. Không tin thì thử đi. Trung, mày thì không cho tao con đường sống. Anh cũng nên hiểu rằng tôi làm một việc gì không bị sa hai lần đâu. Các người nghe đi, nếu không muốn tôi bắn chết thằng này thì hãy cầm thằng Trung lại, cầm nó lại. Đừng đi. Quay, buông ra. Buông ra. Đứng sang một bên. Buông ra. Buông ra. Đứng sang một bên. Buông ra. Đứng sang một bên. Có nghe không? Đứng sang bên. Buông ra. Nè, đừng có làm ẩu nha. Vậy, buông ra. Đừng làm ẩu đó. Đi. Bây giờ anh bị thương nặng như vậy, tôi đưa anh tới nhà thương cầm máu nha. Nhóc con, mấy lời này tao cũng biết nói với tội phạm mà. Mày không chỗ ngồi được tao đâu. Mày muốn được tốt lành về tới nhà thì hãy lái xe đi. Chuyện gì đây? Lái nhanh lên. Bộ điên rồi sao? Tao kêu mày lái nhanh lên. Điên cái gì? Mau lên, mau lên. Có cần phải được theo mà còn bắn không? Hả? Vậy mà còn nói là ba nuôi của con gái tao nữa. Đúng là điên mà. Đừng giỡn trò nha. Tôi đâu có giỡn trò. Bắn đi, bắn đi. Có thấy mà. Nó bắn luôn cả tôi đó. Bắn đi. Có giỡn thì được theo bắn đi. Rồi. Có giỡn thì được theo bắn đi. Bắn đi. Mày cho tao con đường sống đi. Anh bắn đi. Đừng ép tao nha. Bắn đi. Mày đừng có ép tao nha. Bắn đi. Đừng có ép tao nữa. Bắn đi. Tao bắn bây giờ đó. Đừng ép. Bắn đi. Đừng ép tao. Thái. Thái. Để bà có lộn không? Ngày 5 tháng 11 đánh lộn ở Quýnh Thọ.
Đêm đó cái bộ phim công ty tôi lên chiếu ngày đầu tiên, tất cả người trong rạp có thể làm chứng mà. Tất cả phòng mạch mình đều truyền chân qua rồi. Các phòng mạch riêng lẻ chúng tôi có anh em theo dõi. Bên Diệp Tiểu Khánh hỏi ra sao rồi? Sao anh không nói sớm chứ? Tôi chỉ qua Macau chơi có 2 ngày thôi. Nếu tôi biết anh kiếm tôi á, tôi sẽ lộ mặt ngay mà. Anh em chúng tôi đã đi xét nhà và văn phòng của Châu Gia Tường, không có gì chứng minh là hắn quen biết với Dương Tiểu Khánh. Châu Gia Tường? Anh em của các người hả? Tôi thì không biết ai là Châu Gia Tường, chưa có hề đỏ sức mà. Mấy anh cũng biết rồi, tôi có chút tiếng tâm mà. Cái bọn chó nào nói quen với tôi đó hả? Tôi cũng hết cách thôi. Còn về Tô Gia Mẫn thì cổ vốn chưa bao giờ gặp mặt Dương Tiểu Khánh. Khẩu cung của cổ không có tác dụng gì đâu. Như vậy bây giờ mình phải thả hắn trước. Có gì đâu, chúng tôi hãy gọi là tới ngay mà. Nhưng mà gì, lần sau có hẹn tôi nhớ là hẹn trước với bí thư tôi. Các anh cũng biết mà, tôi đây rất là bận rộn lắm. Sau đó bọn chú dây lại cầu nó rượt tới Hồng Kông. Họ nói nếu như tôi không có trả tiền thì kể hết chuyện của tôi cho cấp trên của tôi, rồi cứ ép tôi trả tiền. Anh Từ Thiện là gì hết cách, chỉ định giúp cái đám người của họ Dương kia để mà trả nợ giùm tôi. Sau đó anh Tường lâu lâu thì làm việc cho ảnh, và mỗi tháng được lãnh phần lương. Cũng là tại tôi mà thôi. Tại tôi ghiền cờ bạc. Nếu như không thì anh Tường sẽ không có sáp với cái đám mắc dịch đó mà. Lần này anh Tường đi qua Macau đã định là đi nói rõ ràng với họ là sẽ không nhúng tay vô nữa. Thiệt đó sếp à. Sếp tin ảnh thì anh sẽ không có đỡ tay vô nữa đâu. Anh Thái, uống ly trà đi. Bác sĩ nói sao? Hả? Tôi hỏi anh, bác sĩ nói sao? Ông nói là màng nhĩ của tôi bị kích thích ở một khoảng cách gần, nên bị ù tai trong một khoảng thời gian ngắn. Ý trời, trời đất ơi, như vậy mày mốt có bị khiêng lên núi, đáp máy bay hay lặn sẽ không nghe thấy gì hết. Cái gì? Tôi nói là mày mốt trèo lên núi hay là lên cao. Được rồi. Thiếm Từ nói là biểu anh phải bảo trọng. Cảm ơn Tiến Từ nhiều. Không có gì. Anh Thái, anh Trung, Thái à, có được không? Cái lỗ tai của anh bị bù đó. Đúng đó, lần sau nhớ nhắm cho ngay chút nha. Vô từ tay phải ra tay trái, vậy sẽ thông đó. Cái miệng của anh đừng có bày bảo quá nha. Tôi có quen được người bác sĩ nổi tiếng nhĩ khoa đó, tôi đưa đi khám nha. Tin tôi đi anh Thái. Anh còn dám chạy tới đây biểu là tôi tin anh hả? Nếu như tôi biết anh đi bắt bọn cướp mà liều màng như vậy thì tôi đã biểu sẽ mà đổi anh đi rồi, biết không? Tôi thì không hiểu bây giờ kẻ có thù với anh là Châu Gia Tường hay là tôi đây. Tôi đã lái xe vô đường hầm để đánh mặt của anh rồi, và khi tôi bị kẹt ngồi ở giữa mà anh vẫn có thể nổ súng bắn vào tôi. Nếu như anh thích làm việc nổi bật như vậy cũng được. Tốt, để tôi xin phép đổi tổ cho. Ai mà lớn tiếng nói bừa bãi ở tiệc cảnh sát vậy? Anh còn muốn cái gì chứ? Sếp Ngô, lỗ tai của anh Thái bị ù cho nên anh không biết, anh hét lớn vậy thôi à. Tôi biết trong hành động lần này đôi bên có nhiều điều không được thỏa hiệp. Ai là kẻ gây ra tội ác, mai mốt tôi sẽ kiếm anh ra nói chuyện mà. Yes sir. Bây giờ cấp trên chính thức tầm nã Châu Gia Tường, và trước khi vụ án này có xảy ra biến hóa gì, anh em phải bãi bỏ tất cả những ngày phép, phải trực 24/24. Understand? Yes sir. À? Kiếm người nào ra giải thích với anh giùm tôi đi. Sếp Ngô nói. Thiếm Từ ơi, vô dụng thôi, để tôi. Sếp Ngô nói không được xin nghỉ phép, có nghe chưa? Được. Trung Ngọ, uống đi. Cảm ơn má. Theo cái cô đó nói như vậy, bản tính của thằng Tường cũng không phải là xấu lắm đâu. Thời buổi này một người đàn ông có tình có nghĩa như vậy hiếm có lắm. Má, thế nhưng má nghĩ con đã bắt làm anh Tường hay sao? Khờ quá, con là cảnh sát mà. Nếu không có biết phân phải trái thì những người dân như má đâu có yên lòng để các người cầm súng chạy khắp phố chứ. Việc phải với việc quấy má còn chưa có phân ra được. Kẻ làm má này không có biết nói với con làm sao nữa. Hết cách thôi, con coi nhẹ những lời nói này chút đi. Bấy nhiêu năm nay
Bà má đã coi thằng Tường giống như là đứa con ruột của mình. Má đau lòng nhất là cái chuyện này. Nhưng mà hết đau là phải thức giấc thôi. Thức giấc rồi thì phải biết làm người mà. Đừng có suy nghĩ thêm nữa. Uống canh xong tắm rửa đi ngủ nha. Anh Khánh nè, không biết thằng Tường ngồi lên hồi nào, cứ đợi gặp anh nói là có chuyện. Kêu nó vô đi. Anh Khánh à, có thoải mái hay không? Lần sau nhớ kiếm em đó nha. Anh Khánh à, anh Tường. Hey, anh đi đâu vậy hả? Thì khiến tôi lo lắng quá đi. Bây giờ tình thế gay cấn vậy, anh còn tới đây đấm bóp. Tôi không phải tới đấm bóp, tôi tới đây gặp anh thôi. Anh Khánh à, tôi nhất định bỏ trốn, không thể ở lại Hồng Kông đâu. Anh coi anh nha, bây giờ bị thương nặng vậy, về nhà dưỡng bệnh lành lại rồi hãy nói. Tôi nhất định phải đi đó anh Khánh à. Bây giờ TV báo chí đều có thông báo chuyện này, tôi không thể nào ở lại Hồng Kông đâu. Ok, nếu như mà chừng nào lên thuyền thì báo trước tôi biết, để tôi đi ăn bữa cơm với anh. Anh Khánh à, anh không định bỏ tôi vậy chứ? Ê, tôi không có hề nhắc nửa lời tới anh với lại cảnh sát đâu. Nói tôi bán rẻ anh hả? Thì Dương Thiệu Khánh này làm sao mà kiếm ăn tiếp? Tôi biết anh Khánh có đạo nghĩa, cho nên tôi mới kiếm anh thôi. Anh biết thì được rồi. Thôi nè, về đi. Tối nay ăn cơm uống nước tôi đãi hết. Tôi thì là ngu ngốc, tôi thì không nên tin các người. Các người mở miệng ra thì nói toàn là đạo nghĩa. Được, việc gì cũng có giá mà. Bây giờ anh đưa tôi 1 triệu, tôi sẽ rời khỏi Hồng Kông và không công khai chuyện anh với cảnh sát. Tức cười, tôi có cái gì cho anh khai chứ? Mỗi tháng tôi ký tên phát lương cho anh sao? Tôi kêu anh đi đánh cướp, anh có chụp hình không? Tôi kêu anh đi chết, sao anh không đi đi? Cả chuyện anh đứng chung với tôi chụp tấm hình cũng không có mà. Anh tưởng là anh mở miệng nói vài lời thì đám cảnh sát tin anh sao? Tôi kéo đại anh thằng luật sư ra cũng có thể thoát kiện mà. Nói vậy là anh bắt tôi gánh hết thôi. Ê, anh đừng nói chuyện như là bị quan quá nha. Vụ nào cũng là anh đứt tay đứt chân đi làm mà. Nói thiệt nha, cho dù tôi là xã hội đen, tôi cũng không tiện đứng chung với mấy tên tội phạm trò chuyện đâu. Tôi chỉ nghĩ tình là ở bên Macau anh đã cứu tôi, cho nên mới xã giao với anh thôi. Nếu không tôi không nói chuyện với anh đâu. Nếu như có đái có ỉa thì nhanh tay lên, làm xong thì đi ngay, có biết chưa? Tối nay tôi không lấy được tiền, tôi nhất định không đi. Anh có biết là bên Âu Ký biểu tôi làm sao không? Nếu mà gặp anh thì báo cho họ biết. Âu Ký nói đúng ha. Tôi còn vợ trẻ con thơ, lỡ có chuyện gì không hay tôi không ăn thôi, vợ tôi phải ăn mà. Alo. Chuyện hình nào gì? Khoảng 3 giờ khuya tối hôm qua, tuy đám thủ hạ của nó không có chịu nói gì, nhưng mà theo ban giáo nghiệm nói là đầu đạn cùng một loại súng mà cảnh sát chúng ta dùng, có lẽ là bị Dâu Gia Từng giết chết. Khi chúng tôi tới hiện trường để lấy khẩu cung, cái đám ma giả đó thì coi cảnh sát mình như là kẻ thù vậy, chửi thề chửi tục đủ điều, thiếu điều là chưa ra tay thôi. Bên tôi tình báo có gì không? Lúc đầu thì có mấy người ăn tên nói là hành động của Châu Gia Tường, không ngờ trước sau không đầy 1 tiếng đồng hồ họ đổi hết khẩu cung. Coi bộ là họ muốn đấu với mình, coi bên nào kiếm ra Châu Gia Tường trước. Đem xác trả cho người nhà của họ, đừng kéo thêm nữa. Bắt được tình báo là các chú các bác đã gây với cái đám nhỏ cả đêm đó. Coi bộ là muốn bàn thảo làm cho lớn chuyện. Làm lớn chuyện? Họ cứ nói là cảnh sát bắn chết người, chắc là muốn biểu tình cho hả giận mà. Sếp Hà, bây giờ cảnh sát của mình với bọn họ xảy ra gây cấn như vậy, có cần báo với anh em bên khu đó xử sự trầm lặng không? Xử sự trầm lặng có nghĩa là dung túng họ thù. Nhưng nếu tụi mình cứ chống chọi với cái đám người đó, chỉ là khó mà khống chế tình thế ở hiện trường. Có cái gì mà khó khăn? Họ ra 8 người mà giáo mình để 100 người cảnh sát ở đó. Đất Hồng Kông có pháp luật mà. Nếu như mình lập cảnh sát mà ngán cái loại ma giáo này, vậy thì xã hội sẽ bị rối loạn.
Phòng tỏa lên đường. Dạ. Sếp Hà, tôi tưởng đám nhỏ của tôi nóng tính thôi. Sao các sếp cũng nóng tính như vậy? Người ta thường nói là tôi không quen nói chuyện vòng vo được. Anh em làm việc đi. Yes, sir. Coi còn có bất cứ dụng cụ gì của lễ nghi hội tam học không? Nếu có gì khả nghi thì kiếm ra hết cho tôi. Yes, sir. Yes, sir. Sếp Hà, sếp lại muốn cái gì đây? Không có gì, kiểm tra thường lệ thôi. Sếp Hà, tuy là mình không cùng một ông chủ, nhưng mà đều là thờ một ông quan công. Thằng Cảnh bị các người bắn bỏ, tôi chịu con ho hé nửa lời. Bây giờ anh tới đây phá đám, người chết cũng không bỏ qua. Câu chuyện đến làm sao cũng thích công xuể đâu. Anh đừng có nói chuyện này với tôi. Tôi là nhân viên cảnh sát, chức trách của tôi là bắt trộm, bắt cướp. Bây giờ tôi nói cho anh biết, nếu nhìn muốn tính toán thì kiếm hỏi kỹ sư đi. Châu Gia Tường là tội phạm tâm nát của cảnh sát chúng tôi, phải bắt hay không chỉ do cảnh sát chúng tôi phụ trách. Nếu như anh biết được hành tung của nó, tôi khuyên anh làm tròn bổn phận người dân tốt, báo cho cảnh sát chúng tôi đi. Nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy các anh giở trò gì, có hiểu chưa? Sếp Hà, chẳng có gì hết. Giải tán. Yes, sir. Yes, sir. Sếp Hà, tôi muốn sếp hiểu được, ân oán giang hồ phải được kết liễu ở giang hồ. Nó thích đồ chơi thì mua đại một con cho nó đi. Ngày lễ công cộng mà chen vô mấy cái sân giải trí chen chúc cho người ta, cái bọn con nít chạy tới chạy lui, kể làm cha mẹ thì là không biết dạy con kiểu nào đây nữa. Em thì nói đã chưa? Anh chỉ là không muốn con bé ngồi trong nhà buồn thôi, cho nên anh muốn em giúp đỡ đưa nó ra ngoài chơi. Em đừng có cái mặt hầm hầm với con bé có được không vậy? Kể lên mặt hầm hầm không có phải là tôi đơn chung mà. Cô anh nè, cảm ơn nha. Bé à, ly kem tới rồi nè. Sao không ăn vậy? Kem này ngon lắm đó. Hay là vậy nha, để bà nuôi múc cho con ăn nha. Nè, ăn đi. Được, không ăn thì thôi. Hay là để bà nuôi kem món khác cho con ăn có được không? Con ăn gì? Con muốn ăn, con muốn đi toilet. Thì ra là muốn đi toilet thôi hả? Sao con nói sớm chứ? Biết rồi, đưa nó đi toilet chứ gì. Đi cẩn thận nha, sàn nhà trơn lắm đó. Đi đi. Con bé bị mất rồi hả? Em đã kiếm khắp toilet nhưng mà không có thấy. Là biểu em đi chung với nó kìa mà. Em thấy nó cũng lớn rồi, mới quay ra điện thoại thôi, ai vậy đã mất tiêu rồi. Em thiệt lơ là quá đi. Dạ, đủ rồi nha anh Trung. Mày tưởng là tôi nợ anh hay sao? 428 trả lời mày, mật mã 66. Ông Lâm gọi ông cơm tới thì cảnh sát quán chạy ngay. Ba, sao mà lâu quá vậy? Đã gọi Dương Trí Trung rồi. Quay quay, khoan vô đã, để họ trò chuyện lâu một chút. Sao bà biết đứa nhỏ liên ca tới Dương Trí Trung? Bà kiếm được tấm hình ở trong túi nó. Bà nuôi không muốn bắt ba của con đâu, và ba của con cũng không muốn bỏ con. Con có hiểu không? Kẻ làm lỗi không những là con nít, người lớn cũng bị mà. Một khi làm lỗi rồi thì có quay trở lại,
thậm chí đã gây hại đến những người khác. Ba nuôi là cảnh sát mà. Trách nhiệm của cảnh sát là bắt những người phạm pháp đã làm lỗi, để họ đừng có làm lỗi tiếp nữa. Cho họ cơ hội làm lại cuộc đời, làm lại một người mà hôm xưa chưa có làm lỗi. Lần này ba nuôi bắt ba của cô chỉ là muốn giúp đỡ chồng ăn năn hối cải, không phải là muốn hại ông. Bé, bé, ba nuôi cũng biết là con muốn gặp ba của con lắm, nhưng mà cho dù ba của con đã thiệt trở về, ông cũng không thể nào để gặp con và ở với con được. Nhưng mà con đừng có lo, ba nuôi nhất định ở bên cạnh con, không bỏ rơi con. Con không có ở chung với ba nuôi, con ghét ba, con ghét ba. Ba nuôi không có thương con, ba nuôi giật đi ba của con, không có cho con gặp ổng. Con ghét ba nuôi, tôi ghét ông. Tôi ghét ông, còn có cho tôi gặp ba của tôi. Ông giật đi ba của tôi ghét ông lắm. À, nghĩ kỹ lại cái con bé thảm thương hay là thằng Trung thảm thương này. Cái việc mà mình muốn làm á thì mình lại làm không nổi. Mình muốn giúp người ta á thì người ta lại không muốn cho mình giúp. Đúng là ông trời chơi người mà. Hả? Hả? Ba nói nghĩ lại là lỗ tai của con lành lại rồi. Vậy thì trả lời ba đi. Ủa, sao hai người về cùng lúc vậy? À, đúng vậy. Uầy, bây giờ mới nấu đồ ăn sao hả? Yên trí đi. Ăn cơm được rồi. Sang, để em vô lấy luôn dĩa cá. Sang à. À, con cá chưa có được chín lắm hả? Phải hấp thêm một hồi nữa. Sang à, chuyện lần trước anh chỉ là... Em biết rồi. Bạn chung sở của anh nói với em là không có mắc mới tới anh mà. Bạn của anh? Phải, cái người mà lần trước tôi kiểm soát tên là Dương Trí Trung đó. Anh kiếm em làm gì? Anh nói với em là anh bị thương ở màng nhĩ, cho nên em tới đây nấu một nồi canh ngon cho anh tẩm bổ đó mà. Có bị gì không? Ờ, đã là lại nhiều rồi. Anh nói nhờ, phải giữ gìn sức khỏe chứ. Lần sau đừng có sốt sắng quá. Em biết là anh muốn được thăng chức, được tăng lương để dành thêm tiền. Đừng có liều mạng quá biết chưa. À, anh à, cái chiếc nhẫn này hơi bị lớn một chút đó. Hay là anh mang đi sửa nhỏ lại giùm cho em nha. Anh biết là chiếc nhẫn này mắc lắm mà, để bị rớt thì đâu có hay. Sao em lại có chiếc nhẫn này chứ? Anh thì là tầm bậy quá mà, cứ chơi người ta hoài. Anh Trung tự quyết định là đưa cho em trước thôi. Em biết là chiếc nhẫn mắc quá cho nên sợ em rầy, đã gửi bên anh Trung có đúng hay không hả? Lần sau anh đừng có làm như vậy nha. Đồ mất tiền mà, đừng có để bên người ta biết không. À, xin lỗi, có phải là Dương Trí Trung ở đây không? À, phải, mời vào. Cảm ơn. Trung à, có người kiếm con nè. Ê, chào. Uầy. Hai người nói chuyện đi nha, má đi làm. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Cẩn thận nha. Bye bye. Bye bye. À, chỗ này sửa sang lại cũng đẹp lắm chứ. Sáng hôm nay tiệc phúc lợi xã hội có đến đây. Họ đã dọn đi đồ đạc của em bé. Đối với nó mà nói, chưa hẳn không phải là việc tốt. Tôi cũng mong là vậy. Kiếm tôi có chuyện gì? À không, đồ quý giá như vậy tôi với con Sang không dám nhận đâu. Cảm ơn ý đẹp của anh. Có rất nhiều người có lẽ là bẩm sanh không biết làm sao cư xử với bạn bè, cũng như tôi nè. Đừng có nói là làm việc, cho dù cả cái việc cặp kè tôi cũng bị thất bại. Người bạn của tôi cũng biết kìa. Nè, cái con làm ngân hàng đấy, con đã trả các thứ lại cho tôi, nhưng mà đều là những cái bình nước hoa trống không. Hết cách thôi, con là chuyện duyên phận. Định là kiếp này có thể kiếm làm người bạn già, có thể ngồi uống bia chung với nhau và cùng nhau coi đá bóng. Ai về cho đến cuối cùng cũng bị mình bắt. Cả đứa con gái nuôi cũng bị mất luôn. Ba của tôi thường hay nói là
Ông Trà thích chơi người ta lắm. Đã nhắm trước như vậy rồi, làm nhiều hay là làm ít cũng là chuyện của mình. Tôi không trách ai đâu. Bây giờ chỉ còn là các ông sếp đổi tên đi đâu thôi. Anh muốn bỏ OK hay sao? Có sao đâu, đi đâu cũng là làm việc thôi mà. Phải, nhiều lúc anh làm việc thiệt hơn ông này. Nhưng không sao, anh có thể sửa đổi mà. Quan trọng nhất là làm được việc. Anh từng đã chạy thoát 2 lần trong tay tôi. Như vậy mà làm được gì hả? Thôi bỏ đi. Bây giờ chỉ mong là đám anh em kiếm ra anh Tường sớm hơn là bọn sao đen. Hay là như vậy, chiếc nhẫn này coi như là anh cho tôi mượn tiền. Nhưng mà nếu bắt tôi trả một lượt cho anh thì không thể nào. Tôi chia 12 đợt nha. Cùng lắm là trả luôn lời tức cho anh thôi. Anh Tường, Châu Gia Tường. Bây giờ anh ở Trường Châu, biểu tôi đến phần tôi đón anh. Báo cáo sếp Ngô cho tôi, biểu tôi bắt đầu chờ tôi nha. Lần này tôi nhất định bắt anh về. Để tôi đi chung với anh. Dù sao cũng có người tiếp ứng mà. Biểu người tới đón. Bây giờ không thể quay trở lại. Sát cánh bên nhau đi. Baby, I've been waiting. Đám người này thật ra muốn theo đến lúc nào? Cứ bỏ mặt họ, mình cứ đi tiếp. I didn't see the time. Yeah, we didn't have my life away. There were lots of invitations. I know you sent me some. Thầy, chuyện gì? Có đầu mối gì? Mình phải nhanh hơn họ mới được. But I was waiting for the miracle. For the miracle to come. Cảnh sát đi. Yểm trợ tôi. Là yểm trợ hả? Dạ rồi. Không thể núp được lâu nữa. Người bạn của anh nhanh nhẹn lắm rồi. Lần sau có dịp đi cứu con tình,
Nhớ là phải kiếm ảnh nha. Xin lỗi nha, mượn súng của anh mấy lâu trả lại cho anh nè. Cầm đi. Không cần, tôi tin tưởng anh. Đừng có nên phá hoại quy củ. Nói thiệt nha, tôi đã ba ngày chưa có ăn gì rồi. Một lát nữa ra ngoài có ngại mời người bạn già này ăn tô cháo gà hay không hả? Bây giờ khắp Trường Châu đều là bọn xã hội đen. Ba đứa mình được mình ăn ra ngoài rồi mà nói sao. Tôi nhất định có thể dẫn ra ngoài. Baby, I've been waiting night and day. I didn't see the time. I waited half my life away. There were lots of invitations. I know you sent me some, but I was waiting for the miracle, for the miracle to come. I know you really love me, but you see my hands are tied. I know it must have hurt you. It must have hurt your pride. I have to stand beneath my window with your bugle and your drum. And me, I'm up there waiting for the miracle, for the miracle to come. Yeah, I don't believe you'd like it. You wouldn't like it here. There ain't no entertainment, and the judgments are severe. The maestro says it's Mozart, but it sounds like bubblegum. Find your way for the miracle, for the miracle to come.